đến dự và chung vui tại khu dân cư Định Thọ, phường Nam Dương, quận Hải Châu trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra vào chiều tối qua ngày 9 tháng 11. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận những kết quả đạt được của bà con khu dân cư thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyền làm chủ của nhân dân tại khu dân cư. Tại ngày hội, bày tỏ niềm vui trước những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Dương nói chung và khu dân cư Định Thọ nói riêng đã đạt được, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đặc biệt ghi nhận sự đoàn kết, nhất trí, tích cực tham gia, ủng hộ, hưởng ứng các phong trào yêu nước, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống của người dân khu dân cư Định Thọ. Đồng thời đánh giá cao kết quả khu dân cư có trên 97% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 7 trên 7 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, năm nay, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chi từ ngân sách hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ 1.186 khu dân cư và 14 đơn vị thuộc 7 quận huyện được chọn làm điểm để tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ nhiều năm nay, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống trong mỗi cộng đồng dân cư. Mục đích của ngày hội là tôn vinh, xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Kết quả của ngày hội đem lại những giá trị văn hóa, tinh thần và làm giàu thêm ý chí cách mạng và tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội từ mỗi thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn thành phố. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi năm 2023 là tròn 20 năm ngày hội được tổ chức trên cả nước và là dịp cho các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích để chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Bí thư Thành ủy cũng cho biết, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương quy hoạch khu đất A2 Nguyễn Văn Linh từ quy hoạch bãi đỗ xe chuyển sang xây dựng công viên, khu cây xanh vườn dạo với kinh phí đầu tư khoảng 4 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành. Bí thư Nguyễn Văn Quảng mong muốn chính quyền địa phương, người dân cùng chung tay gìn giữ cảnh quan môi trường khu công viên. Thời gian đến, tôi mong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội của thành phố, quận Hải Châu, phường Nam Dương nói chung và khu dân cư Đình Thọ nói riêng, chúng ta thực hiện có hiệu quả nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13 về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyền làm chủ của nhân dân, nhân rộng những tấm gương sáng, mô hình hay, sáng tạo trong việc thực hiện cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và các phong trào thi đua nước do địa phương phát động. Chúng ta tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng một cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, văn minh, hiện đại và bình yên. Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia góp ý, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Để biểu dương khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư Định Thọ trong năm 2023. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận khu dân cư Định Thọ, tặng 5 suất quà cho các hộ khó khăn, lãnh đạo quận Hải Châu tặng 7 suất quà cho cá nhân tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nam Dương tặng giấy khen cho 7 hộ gia đình có nhiều đóng góp trong cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, lãnh đạo khu dân cư tặng 9 suất quà cho các hộ khó khăn trong khu vực.